các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Trong cái lô mà xe đạp gần đây thì có về xe mà cùng cho cái dáng mà giống cầu cào thì nam và nữ đều có thể đi được và giúp cho quý vị và các bạn lên xe xuống xe rất là dễ dàng, vì nó giống là giống chéo, nó hơi phá cách, nó không như các cái xe đạp mà theo thông thường nó là giống ngang thì lên xe nó hơi, nếu mà những người chưa quen thì hơi khó. Chiếc xe này thì giống nó chéo, thì xe này là được mình đánh giá bên Nhật Bản về với một cái giá rất là rẻ thôi. Đấy. Xe này thì cũng không có thương hiệu gì là nổi tiếng nổi bật cả, nhưng mà để mà nói chất lượng thì cũng khá là tốt. Xe được trang bị khung nhôm, có những cái tem mác mà được thể hiện đã sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Và ở đây thì như các bạn thấy thì cái size của xe đó là size 400mm, phù hợp với những cái người mà có chiều cao trung bình, có thể từ 1m62 cho 1m68, 1m7 là đều có thể sử dụng được. Yên trước yên nguyên bản, và xe này về còn thậm chí còn đang bị thiếu mất một cái bê đan, thì chúng tôi sẽ tiến hành thay thế bê đan mới vào, thêm một bê đan khác vào để cho đủ đầy đủ phụ tùng. Đấy, xe mới về đây là chưa có bê đan. Xe được trang bị đủ đĩa 3 tầng hiệu SR Sun Tour, một cái hiệu mà rất là nổi tiếng của xe bãi thông dụng. Đấy. Đằng sau thì đề là Shimano Six. Một cái đề Shimano Six này thì là thuộc cái dòng đề Shimano rất là cổ thời xưa và chất lượng cũng khá là tốt, bởi vì nó là dòng chất lượng Nhật Bản thời xưa. Líp vặn 7 tầng, may ơ nhôm. Xe trang bị đũa lốp vành nhôm một lớp và lốp là lốp 700x32C. Như các bạn thấy là lốp City này, City Slicker. Yên nguyên bản, comfort chưa bị rách nhiều, khá là mới. Đấy, chúng tôi muốn để nguyên bản nên không có bọc lại. Tay phanh và bộ chuyển động Shimano, bộ chuyển động SRAM, tay vạnh gear shift của SRAM 3x7 tốc độ. Đằng trước thì cũng vậy, là được trang bị cặp bánh Mayer nhôm, đũa cũng là đũa lốp vành nhôm, lốp 700C. Xe này thì không có thương hiệu gì nổi tiếng, nhưng mà để nói chất lượng thì hoàn toàn bộ phanh là Techo, một cái bộ phanh mà rất là phổ biến trong những cái dòng xe đạp thể thao Nhật bãi. Ngoài ra xe được một trang bị một chiếc chân chống giữa trông rất là phá cách và ngoài cổ. Những cái chân chống giữa này thì được trang bị ở những chiếc xe mà thời xưa, lúc dáng của chiếc xe rất là classic ngoài cổ. Giá của chiếc xe này chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng thôi. Quý vị muốn biết giá chính xác, quan tâm đến chiếc xe muốn biết giá chính xác và những cái phụ kiện phụ tùng, chính sách bảo hành bảo dưỡng quý vị được hưởng khi mua xe tại xe đạp phòng chúng tôi, xe đạp phòng chúng tôi của chúng tôi, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc qua Zalo ở cái số điện thoại bên dưới video. Nếu quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao và những cái cách bảo dưỡng bảo trì sử dụng thì hãy ấn đăng ký kênh vào trong kênh của chúng tôi để xem những video hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Xin cảm ơn quý vị đã xem video.